phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Cho ngươi làm giặc, ngươi đem nhật ngụy toàn bộ bán, xuyên Việt trở lại cô đảo thời kỳ ma đô, thức tỉnh phá hư vương hệ thống. Mỗi lần phá hoại một hành động nhật ngụy, đều nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Đang lúc hào hùng tráng chí chuẩn bị đi lên chính đạo phá hư hành động nhật ngụy. Bỗng nhiên phát hiện mình lại trở thành một tiểu quỷ ở số 76. Lần này chơi thế nào? Ta là Long Quốc Tâm ta cách mạng chính mình. Thúc dục nhật ngụy quân. Tiền tuyến thiếu đạn dược. Tôi gửi. Biên giới thiếu thuốc. Tôi gửi. Tổ chức ngầm bị lộ. Báo động. Kẻ địch giăng bẫy. Báo động. Tổ chức xuất hiện kẻ phản bội. Làm tình. Bên trong xuất hiện nội gián. Làm tình. Cản trở nhật ngụy. Tôi mạnh nhất ủng hộ xây dựng biên giới. Tôi mạnh nhất. Giặc bị đã kích rồi. Tôi khuyến khích. Hán Giang bỏ gánh rồi. Tôi khuyến khích. Giặc sinh ra tính trơ. Ta thúc giục. Đặc vụ ma tây. Ta thúc giục. Mang theo Nhật ngụy không ngừng tặng đầu người, ta lại trở thành bánh trái thơm ngon của Nhật. Càng phá hoại kế hoạch hành động Nhật ngụy, năng lực của ta càng mạnh. Giặc càng liên tục thất bại, quân hàm của tôi càng thăng cao mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp chớ bắt chước chương một kích hoạt hệ thống bán quỷ tử liền trở nên mạnh bạn đang nghe tại truyện chấm audio bát giác vết gà cho ta u qua mẫu tẩy đại nội tác nhất thiếp ba tạp mễ tháp y Ý thức tần triệu long dần dần tỉnh táo, lắc lắc đầu. Tiếng chim hót bên tai vừa ngừng, trong đầu lại xuất hiện một trận âm thanh điện tử máy móc. Đinh. Ký chủ đã tiến vào thế giới song song. Thời gian. Long lịch ngày 13 tháng 9 năm 1939. Vị trí. Long quốc, Ma Đô Hổ Tây, số 218 đường Ngu Viên, đối diện phòng khiêu vũ Bách Lạc Môn. Đinh chúc mừng chủ ký sinh thành công trói định phá hư vương hệ thống mỗi lần phá hoại kế hoạch hành động của nhật ngụy ký chủ sẽ nhận được một phần thưởng ngẫu nhiên tương ứng tần triệu long hoàn toàn hiểu được lúc này mình thật sự xuyên việt hơn nữa còn là thời không kháng chiến của một vũ trụ song song cho tiểu quỷ tử vấp ngã sao có chút ý tứ xem ra cả đời này mình phải khiêu vũ trên mũi đau rồi đang lúc tần triệu long hào hùng chuẩn bị đi lên chính đạo phá hư hành động nhật ngụy trong đầu bỗng nhiên vang lên âm thanh điện tử máy móc đinh cảnh báo cảnh báo nguy hiểm đang tới gần xin chủ ký sinh mau chống xu các tỵ hung phúc hề hòa sở phục hòa hề phúc sở ỷ chúc mừng ký chủ trở nên mạnh mẽ cơ hội tới rồi theo tiếng cảnh báo này trước mắt tần triệu long đột nhiên xuất hiện một đám tiểu quỷ tử hơn nữa còn mắng chửi đỉnh đạt chạy thẳng tới chỗ hắn. Tần Triệu Long bối rối, mình đây là muốn xuất sư chưa nhanh đã chết trước a. À? Hảo Hán không chịu thiệt thòi trước mắt, đại trường phu có được giảng được, quân tử báo thù 10 năm không muộn, 36 kế tẩu vi thượng sách. Trước xu các tỷ hung. Tần Triệu Long vừa mới quay đầu bước đi, đã bị một tên giặc túng lấy bả vai. Hơn nữa, tên quỷ binh này đi lên không chỉ không tra hỏi Tần Triệu Long, ngược lại còn thay tần triệu long kiểm tra đầu tần thị quân ngươi không sao chứ vụ nổ vừa rồi có làm ngươi bị thương không hả tần triệu long phát hiện mình lại có thể nghe hiểu tiếng chim chỉ sợ là phá hư vương hệ thống nguyên nhân bất quá tiểu quỷ tử sao lại đột nhiên quan tâm đến mình chẳng lẽ chính mình xuyên việc thành phiên dịch viên nhưng mình căn bản không biết nói tiếng chim a à. Tần Triệu Long đành phải kiên trì nói lên tiếng mẹ đẻ, ta đầu rất choáng váng, chuyện gì cũng không nhớ nổi, ngươi là ai? Y đằng thối tha nghe vậy kinh hoảng thất sắc, không ngừng lắc lư bả vai Tần Triệu Long. Ta là Y đằng tra thành A, Tần Thị Quân, ngươi không phải là mất trí nhớ chứ? Đúng lúc này, những tên giặc khác cũng chạy tới. Đồ hèn nhát ở quận mi. Thật kém cỏi, Giống như một nữ nhân. Y đằng quân ngươi còn quản hắn làm gì? ta không cho phép các ngươi nói bằng hữu của ta như vậy. Y tu thành thật đột nhiên quay đầu, gằn từng chữ cắn răng hàm sau. Hỗn đảng. Không cho các ngươi nói tần thị quân như vậy. Hắn không phải kẻ nhát gan. Hắn bị nổ bị thương đầu. Nhìn y đằng thành liều mạng bảo vệ tần triệu long, vài tên giặc không kiên nể gì cười nhạo. Chúng ta đi. Đừng để ý tới hai người bọn họ. Xông vào. Giờ phút này Tần Triệu Long đứng ở phía sau y đằng cạn bã, nhìn giặc binh xông vào bách nhạc môn, trong lòng chạy qua một vạn con thảo nê. Hắn đã phát hiện mình cùng đám súc sinh này ăn mặc không có gì khác nhau, chỉ là quân hàm hơi có bất đồng. Xà lim nền đỏ lát đác, đây không phải là tân binh sao? Còn thấp hơn cả binh nhì. Xem ra thiên đạo có thói quen tốt, đỡ tân thủ lên đường, sớm đã khống chế tốt hết thảy. Cư nhiên trực tiếp ấn thân phận một tên giặc nhật cho mình cái này bắt đầu vạn trung không một, độ khó không phải bình thường lớn. Bất quá, hệ thống ngược lại không có nói sai, cơ hội của mình tới rồi. Tần Triệu Long thay đổi khuôn mặt, ra vẻ mất trí nhớ nói. itu tu chấm ca u n, sao chúng ta lại ở đây? Tần Thị Quân, xem ra cô thật sự mất trí nhớ, nhưng tiếng Trung của cô tốt hơn nhiều. Là như vậy, số 76 vừa mới nhận được tình báo, quân thống ám sát đoàn đã từ Hồng Công Đảo tới Hổ Tây, cố ý phá hoại hợp tác, mưu toàn ám sát Ung Kế Tân. Y Đăng cặn bả hiểu lầm Tần Triệu Long giờ phút này mất trí nhớ, trực tiếp nói ra toàn bộ chuyện phân đội hiến binh Nhật Bản bao vây tiểu trừ quân thống ám sát đoàn. Y tu quân, hiện tại tiến triển như thế nào? Tần Triệu Long bức thiết muốn biết tình huống hiện tại, tính toán tận dụng mọi thứ như thế nào? Y Đăng thối tha chỉ vào bách nhạc môn đối diện, vui mừng không xiết nói phần tử thống lĩnh quân đội đã tự chui đầu vào lưới, bách nhạc môn đã bị đội trưởng sáu sáu dẫn người bao vây. Y đằng chân thành kéo tần triệu long lại huy động cánh tay, các con phố còn có người số 76 canh gác bên ngoài. Tần triệu long thầm nghĩ trong lòng, đây chính là một tử cục. Cái này gọi là mình làm như thế nào? Xem ra phải tự mình đi vào một chuyến. Y đằng quân, ta hiện tại không có việc gì, chúng ta cũng đi vào đi. Từ y đằng thối thành đi theo tầng triệu long vọt vào bách nhạc môn vào cửa thấy tầng triệu long sững sờ tại chỗ y đằng thối tha đoán được cái gì tầng một là cửa hàng và nhà bếp tầng hai là phòng tiệc và sàn nhảy tầng ba là phòng khách tầng triệu long sững sờ tại chỗ không riêng gì không quen thuộc địa hình trong lòng càng suy đoán mấy thành viên đoàn ám sát kia rốt cuộc sẽ ẩn thân ở đâu tầng triệu long cười khổ một tiếng chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể liều vận khí y tu quân ngươi đi tầng hai ta đi tầng một tần triệu long đẩy y đằng ra trực tiếp xông về phía cửa sau bếp vừa vào phòng bếp tần triệu long đã biết mình đánh cược đúng rồi không khí không đúng đầy thu địch ký chủ lâm nguy hiểm càng ngày càng gần thỉnh ký chủ lập tức trở về tần triệu long quét mắt nhìn mỗi một đầu bếp ở đây phát hiện đại đồng tiểu dị đều mặc chiếc trang màu trắng để tìm ra thành viên của đoàn ám sát quân thống, Tần Triệu Long dịch chuyển qua lại vài bước. Thật đúng là khiến hắn nhìn ra vấn đề, lập tức nhìn ra mấy đầu bếp nào là thành viên đoàn ám sát ngụy Trang. Đầu tiên, giày da của mấy người này có bùn đất. Cái này nếu là ở địa phương khác vốn không có vấn đề, nhưng ở hậu trụ loại địa phương này liền không nên xuất hiện. Tiếp theo, ống quần của mấy người đều ướt. Nhưng toàn bộ bếp sau bởi vì nấu nướng nguyên nhân nhiệt độ cực cao, căn bản không có khả năng xuất hiện tình huống ướt sủng. Một lần nữa, khớp ngón tay mấy người có kén. Loại tình huống này ngoại trừ bài tập cực kỳ đặc biệt, chỉ có thể xuất hiện trên bàn tay người dùng súng. Cuối cùng, chính là biểu tình cùng ánh mắt của mấy người. Biểu tình rất giả tạo, cố giả bộ trấn định, ngoại trừ đầu bếp chân chính, chỉ có mấy người bọn họ trong tay còn cầm dụng cụ làm bếp, sợ người khác không biết thân phận của bọn họ. Điều này trong mắt Tần Triệu Long quả thực chính là vẽ rắn thêm chân, làm điều thừa. Ngược lại, tăng thêm khả nghi của bọn họ, lộ ra càng nhiều dấu vết. Ánh mắt cũng không cần phải nói, theo bản năng mang theo cảnh giác, xem kỹ cùng địch ý, tự như một con báo vận sức chờ phát động. Điều này cũng không thể tránh khỏi, thường xuyên chấp hành nhiệm vụ quốc gian tru khấu, đã theo bản năng dưỡng thành thói quen nghề nghiệp. Tần Triệu Long không biết lát nữa còn có giặc tới hay không cũng không biết vấn đề mình nhìn ra có thể khiến cho những tên giặc khác chú ý hay không. Không được. Không thể để cho mấy người này chạy loạn, mình tạm thời ở lại đây. Ít nhất có người lại đây, chính mình cũng tốt giúp mấy người này giả bộ qua loa, giải vây. Có thấy người lạ đi vào không? Tần Triệu Long làm ra vẻ đi ngang qua sân khấu. Không có. Không có. Các đầu bếp có lương tri liên tục lắc đầu phất tay phủ nhận mấy thành viên của đoàn ám sát thờ ơ lạnh nhạt, cũng không lên tiếng, cũng không phụ hòa theo. Đây là tìm bại lộ sao? Tần Triệu Long thật sự sốt ruột vì mấy người bọn họ. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Mí mắt Tần Triệu Long không nhìn được nhảy lên vài cái. Vài tên thành viên của đoàn ám sát cũng biến sắc, đưa tay chậm rãi sờ về phía Browning bên hông. Chương 2 Ngưu nhất cá nhân liên quan hô to thổ phì viên hiền hai. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Két một tiếng, cửa sau bếp bị người đẩy ra. Dư quan Tần Triệu Long thoáng nhìn thấy vài thành viên trong đoàn ám sát đã rút Browning ra bên hông. Tần Thị Quân, có phát hiện gì không? Y đằng cặn bã xông tới trực tiếp hỏi Tần Triệu Long. Ngay cả một cọng lông cũng không thấy. Bụng cũng đói, ta đang muốn bảo bọn họ làm cho ta một ít đồ ăn. Tần Triệu Long cố ý lớn tiếng nói xong, lại liếc mấy người trong đoàn ám sát. Thở dài một hơi, cuối cùng cũng thu được Browning. Có muốn ở lại cùng ăn không? Tần Triệu Long liền hướng ra ngoài đuổi y đằng cặn bã. Y đằng thành nở nụ cười, một quyền đánh vào ngực Tần Triệu Long. Nói với đồng hương của mình, dặn dò, cậu mau ăn đi, tôi vừa nghe đội trưởng sáu sáu sắp tới rồi. Nói xong, vỗ vỗ bả vai Tần Triệu Long, quay đầu đi ra khỏi bếp. Thang tần triệu long thở phào một hơi trong lòng căng thẳng đến tận cổ họng nguy cơ tạm thời giải trừ còn đứng ngay ra đó làm gì tất cả di chuyển cho ta một người cũng đừng nhàn rỗi tần triệu long quát lạnh một tiếng các đầu bếp đầu tiên là sửng sốt sau đó nhìn nhau một cái ăn ý đem rửa rau hái rau loại chuyện đơn giản này giao cho ám sát đoàn thành viên nhìn toàn bộ hậu trù lại một lần nữa khôi phục lại bận rộn Tần Triệu Long bắt đầu biểu diễn của mình. Các ngươi đều cho ta thành thật điểm, chứng kiến khả nghi người xa lạ, nhất định phải hướng chúng ta hoàng quân báo cáo. Nếu có ai biết chuyện không báo, toàn bộ xử bắn. Không sợ nói cho các ngươi biết, hiến binh đội chúng ta đã bao vây nơi này rồi. Hơn nữa, bên ngoài mỗi một cái đường phố cũng đều có số 76 người tại bảo thủ. Muốn chạy ra khỏi lòng bàn tay đại Nhật Bản hoàng quân chúng ta, nằm mơ đi. Sau khi truyền đạt khốn cục hiện tại, Tần Triệu Long liền dựa vào cửa ngồi xuống. Nhắm mắt lại. Không nói nữa. Cũng không nhìn mấy thành viên của đoàn ám sát đang thì thầm. Két một tiếng. Cửa sau bếp bị người ta đẩy mạnh ra. Tần Thị Quân. Mau. Đội trưởng Sáp Chu đang tìm ngươi khắp nơi. Tại sao lại là tiểu tử này? Tần Triệu Long không cần mở mắt, cũng biết là y đằng thối tha nhưng vừa mới đứng dậy, cửa sau bếp lại bị người dùng sức đẩy ra, sau đó đột nhiên tràn vào một đám giặc. Tần triệu long đảo qua vai tên quỷ mập dẫn đầu. Ba vạch lẻ tẻ, chuẩn quý nhật. Trong lòng trong nháy mắt nhớ lại trong miệng y đằng tra thành nhắc tới chua chát. Tần thị minh nguyệt ở nơi nào? Sau khi hô xong, vẻ mặt lo lắng lập tức thay đổi thành khuôn mặt tươi cười lấy lòng. Nghe nói ngươi bị nổ bị thương đầu, hơn nữa tạm thời mất trí nhớ trong lòng tần triệu long nổi lên nói thầm vì đội trưởng chát chúa này không thích hợp buổi chiều biểu hiện của mình kém như vậy hắn vậy mà một chữ cũng không đề cập tới ngược lại chủ động quan tâm đến an nguy và tình trạng sức khỏe của mình chuyện xảy ra khác thường tất có yêu tần thị minh nguyệt tên của người tiền nhiệm tần triệu long giờ phút này còn không biết gia tộc bọn họ đều có hai cái tên một là tên tiếng trung một là tên tiếng nhật Tên tiếng Trung của người tiền nhiệm này là Tần Triệu Long. Nhìn Tần Triệu Long ngơ ngác nhìn mình, rất xa lạ, an ủi nói. Em yên tâm đi, trở về dưỡng thương cho tốt, lần sau không cần khoe khoang nữa. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta không có cách nào ăn nói với thổ phì viên tướng quân. Thổ phì viên. Phía sau không phải còn mang theo hai chữ hiền nhị chứ. Tần Triệu Long trong lòng hô to. Đậu má mình sẽ không cùng thổ phì viên hiền nhị có quan hệ gì chứ? Theo bản năng hỏi ra, ngươi nói chính là thổ phì viên hiền nhị. Ách! Sáu chu nghe được tần triệu long gọi thẳng đại danh của thổ phì viên tướng quân, sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ xuống. Vị này rốt cuộc lai lịch gì? Thậm chí ngay cả tục danh của thổ phì viên tướng quân cũng có thể gọi thẳng. Cách không được ảnh tả cơ quan trưởng cùng tam bộ đại tá đều tự mình dặn dò, nhất định phải bảo đảm an toàn cho vị này nhưng bọn họ cũng không giải thích rõ ràng bối cảnh xuất thân cụ thể của tần thị minh nguyệt ngay cả thổ phì viên tướng quân cũng là lúc quan trưởng ảnh tả cơ dặn dò mình nói lỗ mãn mới mang ra nói là thổ phì viên tướng quân tự mình giao phó nhiệm vụ để cho hắn nhất định phải hảo hảo chiếu cố bảo đảm an toàn nếu có chuyện ngoài ý muốn để ảnh tả tự sát tạ tội có thể nói ra lời này bối cảnh chỉ sợ đã thông thiên sẽ không cùng trong cung vị kia có quan hệ gì chứ. Cộng thêm có thể nói tiếng Hán của Long Quốc lưu loát như vậy, càng làm cho người ta kinh hãi vạn phần. Ở Nhật Bản, cho dù là quan to hiển quý cũng chưa chắc có người làm được, càng khó tìm ra mấy người giống như Tần Triệu Long có thể lấy giả tráo thật. Lúc này mới phát hiện, Tần Thị Minh Nguyệt trước mắt quả thực chính là một củ khoai lang phỏng tay, lúc trước mình đã đánh giá thấp năng lượng và bối cảnh của hắn trong lòng chát chúa thầm mắng ảnh tả trinh chiêu cùng tam bộ tam lang không phải đồ vật, tìm cho mình một quả bom hẹn giờ lớn như vậy. Trong lòng ủy khuất đến cực điểm, người nói người lai lịch lớn như vậy, hết lần này tới lần khác tới làm tiểu binh, còn để cho người ta sống hay không? Nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng chát, tần triệu long hiểu được hắn đây là bị chính mình dọa sợ. ỷ vào bối cảnh thần bí của mình trực tiếp ông lấy bả vai chát chúa, cười hề hề nói. Sáu sáp quân, nếu có điều gì khó nói không tiện nói rõ, ngươi liền ghé vào lỗ tai ta nhỏ giọng nói cho ta biết. Ta cùng thổ phì viên hiền nhị rốt cuộc là quan hệ gì? Tần Triệu Long dám gọi thẳng, chát chúa cũng không dám, nhưng lại không thể không trả lời. Chỉ thấy người này nhăn nhó nhó giống như bà mối. Do dự nửa ngày, do dự bất định. Nhìn Tần Triệu Long, lại quét mắt nhìn đám giặc khiếp sợ phía sau. Cuối cùng kiên trì tựa như tên trộm ghé vào lỗ tai Tần Triệu Long, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được khó xử nói. Tần thị, ta thật sự không biết. Ngươi không gạt ta. Tần Triệu Long bất mãn đẩy ra. Ta nào dám a, à, giết ta cũng không dám lừa gạt Tần thị phu nhân a. À. Sáu sáu liên tục khoát tay, cực kỳ cung kính cam đoan với Tần Triệu Long. Đầu bếp ở đây, thành viên quân thống ám sát đoàn cùng với giặc binh vừa mới tràn vào, đều nghẹn họng nhìn trân trối. Cả đám khiếp sợ nhìn Tần Triệu lông. Đầu bếp và thành viên đoàn ám sát quân thống, không ngờ tên giặc trước mắt này nhìn như hơn 20 tuổi, lại có lai lịch rất lớn. Hối hận vừa rồi chỉ có một mình hắn, không hạ sát thủ. Bằng không, cái này phải bao nhiêu công lao? Phỏng chừng cho dù là 10 uông kế tân trói một khối, cũng không bằng một mình hắn. Đám giặc ở đây lại xôn xao, trong lòng hối hận không kịp. Cả đám ở trong lòng cầu nguyện tần thị minh nguyệt ngàn vạn lần đừng so đo với mình đại nhân không nhớ tiểu nhân tần triệu long trùng hợp nhìn thấy đám giặc này cả đám mặt đều nhăn thành da cát suy không suy nữa trong lòng nhất thời thoải mái hơn nhiều được rồi anh đã không biết thì đừng ở đây làm phiền tôi bây giờ tôi muốn yên lặng ăn cơm nghe vậy như được đại xá lập tức đứng nghiêm cung kính cúi chào tần triệu long xoay người lại nhe răng nanh trực tiếp rít gào đều cút ra ngoài cho ta. Một đám thùng cơm. Đừng ở chỗ này quấy rầy tần thị ăn cơm. Sáp chắc lần nữa quay đầu, trên mặt một lần nữa thay đổi nụ cười nịnh nọt. Tần thị, ngài từ từ hưởng dụng, ta dẫn người ở ngoài cửa chờ ngài. Chờ một chút. Tần triệu long gọi lại vị chát vừa bước ra muốn thoát đi. Sáu sát, ta phát hiện ngươi năng lực xuất chúng, làm đội trưởng ủy khuất ngươi rồi chờ ta có thời gian nhìn thấy thổ phì viên tướng quân, nhất định thay ngươi nói tốt, nói cho hắn biết ngươi đem ta chiếu cố rất tốt. Sáp chát nghe vậy, cũng mặc kệ phía sau một đôi mắt vừa khiếp sợ vừa khinh bỉ. Trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, dập đầu, thở dài với tần triệu long. Tần Thị Lan, sáp sáp nhất định tận tâm tận lực vì ngài phục vụ, cầu tần Thị Lan nhất định phải vì sáp sáp mỹ ngôn vài câu. Được rồi tần triệu long trực tiếp phất tay cắt đứt cảm động đến rơi nước mắt ra ngoài trông coi chờ tôi cơm nước xong đưa tôi đến bệnh viện lục quân kiểm tra một chút tần triệu long vừa nói ra lời này vài tên thành viên ám sát đoàn trốn ở phía sau đầu bếp trong lòng mừng rỡ sắp giải phong rồi đường sống xuất hiện rốt cục có thể đi ra ngoài nhưng tên chết tiệt này sẽ không chết sao đây chính là một con cá lớn a thành viên đoàn ám sát nhanh chóng trao đổi ánh mắt đều từ trong ánh mắt đối phương nhìn ra ý nghĩ giống nhau chương 3 ngăn cơn sóng dữ bài lấy được hệ thống ban thưởng bạn đang nghe tại truyện chấm audio toàn bộ hậu trù hiện tại cũng chỉ còn lại có tần triệu long một mình quỷ giả trải qua đấu tranh tư tưởng kịch liệt vài thành viên của đoàn ám sát cuối cùng lựa chọn từ bỏ ám sát tần triệu long nếu như ngay lập tức ám sát tần triệu long không chỉ bại lộ vị trí của mấy người, còn có thể bị phân đội hiến binh Nhật Bản ngoài cửa chặn ở bên trong. Cuối cùng trốn không thoát kết cục đoàn diệt. Tuy rằng hủy bỏ hành động ám sát, nhưng vài thành viên đoàn ám sát lại khắc sâu hình dáng Tần Triệu Long vào trong lòng. Ngay khác tất tới lấy đầu Tần Triệu Long. Tần Triệu Long đã sớm nhìn ra điểm này, đây cũng là hắn vì sao kêu chát chú mang người canh giữ ở bên ngoài nguyên nhân. Kỳ thật đều bị Tần Triệu Long tính kế thành toàn cho hắn một hòn đá hai con chim này. Trong lúc cân bằng lẫn nhau, lại làm được tự bảo vệ mình. Chỉ cần chát chúa còn ở ngoài cửa, thành viên đoàn ám sát trong bếp phía sau cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trừ phi ngọc nát đá tan. Tần Triệu Long không phải không nghĩ tới kết quả xấu nhất. Nhưng hắn đánh cuộc quân thống đại đa số người tham sống sợ chết, không có người hồng đảng có khí tiết. Không có tính ngưỡng cao thượng, khẳng định sẽ ở trong lúc nguy cấp làm ra hai loại lựa chọn hoàn toàn tương phản khi tần triệu long phát hiện toàn bộ hậu trù không có cửa sau kế hoạch này hình thức ban đầu cũng đã xuất hiện ở trong lòng của hắn vì mau chóng trợ giúp quân thống ám sát đoàn thoát thân tần triệu long ăn rất nhanh hôm nay ta cũng không ăn không của các ngươi ta đưa cho các ngươi một lời khuyên gần đây không có việc gì tan tầm nhanh chóng về nhà đừng ở trên đường cái mò mẫm đi bộ chúng ta đều chặn được tình báo. Có một nhóm phần tử quân thống từ Hồng Kông lẻn vào Thượng Hải, cố ý phá hoại hợp tác, mưu toàn ám sát Uông Kế Tân. Muốn nói cũng phải, mắt thấy trời cũng sắp tối, các ngươi những người này như thế nào còn không tan tầm, mau tới đâu trở về đó đi, đừng tại lão tử trên địa bàn gây chuyện thì phi. Đầu bếp và thành viên đoàn ám sát ở đây, nghe được Tần Triệu Long nói, một đám mắt to trừng mắt nhỏ. Tiểu quỷ tử này thành tinh rồi không chỉ tiêu chuẩn nói tiếng Hán, giọng điệu còn mang đậm màu sắc địa phương. Cởi bộ da vàng này ra, nói hắn là người trong nước đều có người tin tưởng. Những gì cần cảnh báo đã được cảnh báo. Tần Triệu Long kéo cửa sau bếp ra, đi ra ngoài. Đầu bếp và các thành viên trong đoàn ám sát, trong nháy mắt trầm tĩnh lại, trái tim cuối cùng cũng rơi xuống đất. Đều đừng nhúc nhích. Người phụ trách hành động của đoàn ám sát lần này vương hai tay ấn xuống, ý bảo tất cả mọi người đừng lên tiếng. Sau đó đi tới trước cửa nhà bếp kiểu Tây, dán lỗ tai lên. Vốn là muốn thám thính một chút, Tần Triệu Long cùng phân đội hiến binh Nhật Bản ngoài cửa rời đi sao? Không nghĩ tới Tần Triệu Long trực tiếp cho những người bên trong một kinh hỷ thật lớn. Ở ngoài cửa âm ỉ lên. Đầu tôi đau quá, mau đưa tôi đến bệnh viện quân đội. Đội trưởng 66, số 76 phái người tới hỏi, có cần bọn họ tới đây không? ai cũng không bắt được. Còn tới đây làm gì? Bảo bọn họ cút về số 76 đi. 666 tức giận nói. Hắn hiện tại nào có tâm tư bắt người, một lòng một dạ muốn nịnh vợ tần triệu long như thế nào, để cho mình ở trong quân lữ mau chóng được thăng chức. Quay đầu lại cúi đầu không lưng với tần triệu long, tần thị lan, tôi sẽ dẫn người hộ tống ngài đến bệnh viện lục quân. Vậy thì rất cảm ơn cậu. Tần Triệu Long quay đầu liếc mắt nhìn cửa sau bếp. Trực tiếp đi ra ngoài phòng khiêu vũ bách nhạc môn. Người đâu, lái xe tới đây, đợi Tần Thị lên xe, toàn thể chạy bộ hộ tống. Tần Triệu Long vừa nhìn chiếc xe vừa lái tới, rõ ràng là từ số 76 người ta cưỡng chế trưng dụng. Không phải xe pho dùng để đi lại của các đặc vụ, mà là xe buýt. Chắc là xe của một vị trưởng phòng hoặc tổng đội trưởng nào đó. Tần Triệu Long chân trước vừa ngồi vào thùng xe, chân sau liền vứt người lái xe ra ngoài xe, còn mình ngồi ở vị trí lái xe. Chẳng biết xấu hổ quay đầu, ân cần nịnh nọt lấy lòng Tần Triệu Long. Tần Thị Lan, mời ngài ngồi vững vàng, Sáu Lan tự mình mở đường cho ngài. Có chắc chúa vì anh lái xe, anh cứ yên tâm một vạn trái tim đi. Tần Triệu Long không đáp lại, chỉ nhìn qua cửa sổ xe. Lúc này ngoại trừ mấy chục tên giặc xung quanh xe, Tần Triệu Long xa xa còn thấy được mấy tên thành viên đoàn ám sát kia giờ phút này vừa vặn cửa lớn của bách nhạc môn chạy ra ngay khi bọn họ phát hiện tần triệu long đang nhìn chăm chú vào bọn họ theo bản năng sửng sốt một chút biểu tình có chút không biết làm sao tần triệu long mỉm cười kéo cửa sổ xe lên ký chủ thành công phá hư nhật ngụy hành động kế hoạch hoàn thành hệ thống nhiệm vụ đạt được ngẫu nhiên khen thưởng đinh chúc mừng chủ ký sinh đạt được chìa khóa vạn năng sản phẩm hệ thống đinh đạt được phần thưởng kích hoạt cơ chế ba lô của hệ thống. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh hoàng mỹ sinh thành hệ thống ba lô. Tần Triệu Long ngồi ở phía sau thùng xe, nhắm mắt giả ngủ. Điều động ý niệm, thở ra hệ thống ba lô. Sau khi mở ra, ba lô trống rỗng, tràn đầy ô vuông ngang dọc, tựa như bàn cờ vây. Chỉ trong ô vuông đầu tiên, rõ ràng là một chiếc chìa khóa ánh vàng rực rỡ. Trên hình thu nhỏ lấp lánh ánh sáng xa hoa. Đúng lúc này, đột nhiên phanh gấp một cái. Tần Triệu Long nhanh chóng rời khỏi hệ thống, mở to mắt. Phát hiện xe hơi bị người ngăn lại. Chợt nghe tiếng chát chúa thò đầu ra trực tiếp mắng. Khốn kiếp, không thấy người ngồi trên xe tôi là ai sao? Một đám gia hỏa không có mắt, một đám ngu xuẩn. Tần Triệu Long bỗng nhiên nghĩ đến vài tên thành viên đoàn ám sát đã từ bách nhạc môn đi ra, nghĩ thầm ngàn vạn lần đừng bị đám đặc vụ chó số 76 này chặn lại. Cố ý âm dương quái khí nói. Sáu sát, ngươi không phải bảo người thông báo bọn họ cút về số 76 sao, như thế nào còn một đám lưu lại nơi này. Chua sót không biết đây là phép khích tướng của Tần Triệu Long, trong lòng lập bộp một chút. Nghĩ thầm đám hỗn đảng số 76 này thật không khiến người ta bớt lo, đây không phải là tự bôi thuốc mắt cho mình sao chính mình tìm mọi cách lưu lại ấn tượng tốt cho Tần Thị Minh Nguyệt, các ngươi lại để cho ta mất hết mặt mũi. Đau đớn cấp hỏa công tâm, trực tiếp móc ra 14 thức phía nam bên hông mình, liên tục bắn hai phát súng. Bang bang. Một đám thùng cơm. Tất cả cút về số 76 cho tôi. Nếu không đi, tôi bắn chết các người. Theo hai tiếng súng chát chúa, một tiếng rít gào, nhóm đặc vụ số 76 lập tức giải tán trong chốc lát, thể đường liền người đi nhà trống, chỉ còn lại mấy cái giá gỗ chặn đường. Sáp sáp, cây nhỏ không đỡ không thẳng, người không sửa chữa cấn chim chíp. Đám chó săn này, không có việc gì phải gõ gõ, miễn cho không đem lời của ngươi để ở trong lòng. Tần Triệu Long còn không quên mượn cớ lừa dối chát chúa, ngầm bỏ đá xuống giếng với đặc vụ chó số 76. Thụ giáo Cảm ơn Tần Thị đã làm phép, ta ở trước mặt ngài cũng không lên được bàn đối với lời nói của Tần Triệu Long tin tưởng không nghi ngờ, đột nhiên phát hiện càng ngày càng xem không hiểu hắn. Sao Tần Thị càng ngày càng thông minh vậy? Xem ra, những ngày trước đều là ngụy trang. Lòng dạ này, tâm cơ này, cổ tay này, cái nào một mình sách ra, đều hơn mình ngàn vạn. Nhớ rõ trên phố có câu ngạn ngữ nói rất đúng, gần chu tắc xích, gần mực thì đen. Chính mình mỗi ngày cùng Tần Thị Minh Nguyệt ngâm mình một chỗ, muốn không thông minh cũng khó vừa có thể tích lũy nhân mạch, lại có thể thăng quan phát tài, sao không làm? Dừng một chút. Ngay khi chát chúa đắc chí, Tần Triệu Long đột nhiên kêu xe dừng lại. Nghe vậy, lập tức dừng xe ở giữa đường, quay đầu cung kính nhìn về phía Tần Triệu Long. Tần Thị Lan. Bây giờ đầu tôi không đau nữa, đưa tôi về nơi đóng quân nghỉ ngơi. Nào biết chát chúa vừa quay đầu xe, trong đầu liền xuất hiện máy móc điện tử âm. Đinh cảnh báo cảnh báo nguy hiểm đang tới gần xin chủ ký sinh mau chống xu các tị hung tần triệu long quyết đoán vén rèm cửa sổ xe hơi lên dư quan lập tức quét thấy thành viên đoàn ám sát cưỡi mấy chiếc xe đạp phía sau thầm nghĩ thật sự là âm hồn bất tán thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không có cửa ngươi xông vào lão tử tha cho các ngươi một mạng các ngươi hết lần này tới lần khác hăng hái trả lại Chương 4 Chấn kinh 76 hào Ẩn tàng cũng quá sâu rồi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đối với thành viên đoàn ám sát sau khi thoát thân lại dự mưu ám sát mình, Tần Triệu Long cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Con ngươi vừa chuyển, tiếp tục lừa dối. Sáo xác có phải cậu vừa mới học lái xe không? Sao chậm rì rì như con ốc sên vậy? Chua sót thấy mình lại bị Tần Triệu Long nghi ngờ, Tầm thắng bại cùng biểu hiện muốn lập tức chiếm lĩnh cao điểm. Tần Thị Lan. Ngài cần phải ngồi yên. Thu danh sơn xa thần chân chính tới rồi. Trong lúc nói chuyện, chác chú mở hết mã lực, trong nháy mắt biến mất ở nơi giao nhau giữa đường Ngu Viên và đường Cực Tư Phỉ Nhĩ. Bỏ lại tất cả thành viên đoàn ám sát và mấy chục hiến binh giặc ở phía sau. Nhìn chiếc buộc biến mất ở cuối đường, còn có mấy chục hiến binh giặc trước mắt. Người phụ trách hành động của ám sát đoàn tuy không cam lòng nhưng vẫn quyết đoán hạ lệnh. Đi. Nơi này không nên lâu, hành động hủy bỏ, lần sau lại lấy đầu người này. Đến cửa số 76 đường Cực Tư Phỉ Nhĩ. Tần Triệu Long cẩn thận nhìn từ phía sau kính xe về phía cuối quốc lộ xa xa. Phát hiện ngoại trừ lẽ tải giặc binh ở hai bên đường thở phì phò, ám sát đoàn mấy tên kia cũng không có theo kịp. Khốn kiếp, còn không mau mở cửa sáp chát còn đang kéo cái chiên rách cổ họng hướng thủ vệ gào thét một đường xuyên qua cửa chính và cổng chào trực tiếp lái xe đến căn nhà bằng phẳng ở cuối vườn hoa phía sau căn nhà lớn tần thị đây là nơi đóng quân của chúng ta nói xong vội vàng xuống xe ân cần mở cửa xe cho tần triệu long tần triệu long đi xuống xe phát hiện trong đầu một chút ấn tượng cũng không có suy đoán chính mình cũng không có đem tiền thân trí nhớ kế thừa xuống Bất quá may mắn đã trải qua một hồi nổ tung, hiện tại có mất trí nhớ lấy cớ làm yểm hộ. Ha ha, phòng của ta ở đâu? Tần Thị Lan, mời đi bên này. Tráng chát chát toát ra mồ hôi lạnh, cái khó ló cái khôn, trực tiếp dẫn Tần Triệu Long đến trước cửa phòng mình. Tần Thị, đây là phòng của cô, tôi ở ngay sát vách của cô. Sáu sáp đầu tiên là chỉ gian phòng của mình, sau đó lại chỉ hưu bảo ngựa, nhận ra gian phòng cũ của Tần Triệu Long có việc ngài gọi ta một tiếng là được. Vất vả cho em rồi, sắp sát em cũng về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tần Triệu Long tỏ vẻ rất hài lòng, vỗ vỗ bả vai chát chúa, đi vào căn phòng tốt nhất nơi đóng quân. Chuyện đầu tiên khi vào nhà, chính là bộ da quỷ này ném vào góc. Tần Triệu Long chuẩn bị dùng hắn nuôi nhện, chờ mạng nhện nhiều hơn dệt áo len. Đợi sau khi chát chúa rời khỏi trước cửa, Tần Triệu Long mới lấy chìa khóa vạn năng từ trong ba lô hệ thống ra chuẩn bị nghiệm chứng hiệu quả một chút một bình trà thời gian tần triệu long dùng hệ thống ban thưởng vạn năng chìa khóa rõ ràng mở ra trong phòng sở hữu ổ khóa cái quái gì thế này thứ này không tệ có chiếc chìa khóa này bất luận mình muốn vào phòng làm việc của ai mở két sắt của ai chẳng phải đều dễ như trở bàn tay hết thảy giải quyết dễ dàng có lẽ là buổi chiều dùng não quá độ tần triệu long vừa mới thu hoạch vui sướng trong nháy mắt buồn ngủ không bao lâu sau, liền ghé vào bàn làm việc ngủ thiếp đi. Tần Triệu Long tiến vào mộng đẹp còn không biết, hắn đã đem phương thiên địa này đâm thủng rồi. Theo phụ trách ngoại vi cảnh giới một chỗ trở lại số 76, một cái nặng ký tin tức lan truyền nhanh chóng. Đóng quân số 76 Nhật Bản hiến binh phân đội bên trong, ngủ đông một vị Nhật Bản quân đội đại nhân vật. Bởi vậy dẫn tới các khoa nghị luận sôi nổi, nhào nhào đưa ra kết luận kinh người. Toàn bộ số 76 trên dưới, bởi vì tần triệu long bộc phát chấn động kịch liệt văn phòng giám đốc đây lại là ảnh tả dở trò quỷ văn phòng phó giám đốc vị hậu viện kia rốt cuộc là ai phái tới ảnh tả hay là thổ vị viên hiền nhị chỗ thứ nhất về sau nhìn thấy trong xe vị kia đem cái lòng đều hắn sao phóng điểm sáng đừng cuối cùng chính mình chết như thế nào cũng không biết chỗ thứ hai nghe nói xế chiều hôm nay một chỗ đá tới tấm sát thượng, làm hại sáp sáp tại vị kia mặt mất mặt, chọc cho sáp sáp đều tự mình nổ súng cảnh cáo. Chỗ thứ ba Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, hậu viện số 76 chúng ta hôm nay đi ra một đại nhân vật, ngay cả tên sáu sáu kia cũng vội vàng sách giày cho hắn, đồn đại chính là vị đại soái oa. Thứ tư May mắn chúng ta chung quanh chỉ cùng giặt tay giao tiếp, cùng người Nhật Bản không có quá nhiều giao tiếp, bằng không việc này không có cách nào làm rồi chỗ cơ yếu người Nhật Bản căn bản không tín nhiệm chủ nhiệm bọn họ còn phái một nhân vật tàn nhẫn tới trấn giữ hiển nhiên là phụ trách giám thị phong tổng vụ đều nghe cho kỹ từ hôm nay trở đi đinh chủ nhiệm cùng lý phó chủ nhiệm có hầu viện vị kia không chỉ không thể thiếu hơn nữa muốn càng tốt dịch vụ điện treo giải thưởng một nghìn pháp tệ chúng ta chỗ ai nếu có thể nịnh bờ thượng hậu viện vị kia, cái này một nghìn pháp tệ chính là hắn nha. Cơ quan tình báo. Suy nghĩ thật kinh khủng, che giấu cũng quá sâu rồi. Xem ra số 76 sắp biến thiên rồi. Chúng ta phải chuẩn bị trước một chút. Trung đoàn hành động. Mới vừa quét dọn khu Tô Hổ và khu Thượng Hải của quân thống, người Nhật Bản đã chạy tới hái đào. Trung đoàn bảo vệ tiểu nhật bản quả nhiên không có một cái thứ tốt lại làm những âm mưu này tính toán trái tim băng giá a phòng thẩm vấn tiểu nhật bản tử này cũng quá gà tặc sau lưng làm động tác nhỏ xem ra là đề phòng chúng ta phòng thí nghiệm cũng chỉ có chúng ta thảm không chỉ không có gì để vớt còn nịnh bờ không được người nhật bản sở sửa chữa vũ khí thông tri đi xuống tất cả mọi người dừng lại trong tay công tác toàn lực đuổi chế tạo một thanh hoàng kim lễ thương, ta muốn đại biểu chúng ta tu khí sở đưa cho hậu viện vị kia. Trại tạm giam Nghe nói hiện tại tổng bộ các nơi các khoa đều đang tìm cách nịnh bợ vị kia ở hậu viện, cũng không biết sở trưởng chúng ta có ý kiến hay không. Khách sạn, mau đi, dọn phòng ung tiên sinh đã ngủ ra, ngày nào cũng sắp xếp quét dọn, lúc nào cũng sẵn sàng đợi vị hậu viện kia. Lớp huấn luyện sĩ quan Các ngươi ai có tin tức nho nhỏ, sách chu tự mình hộ tống đưa đến hậu viện vị kia rốt cuộc là quân hàm gì, có thể hay không là một đại tá hoặc là tướng quân. Lớp huấn luyện cho cảnh sát. Các ngươi ai có thể nói cho ta biết, người Nhật Bản có ăn thịt chó hay không, ta nếu là cho hậu viện vị kia đưa thịt chó, rốt cuộc có thể hay không lấy lòng hắn. Lớp huấn luyện đặc vụ nữ. Ta có tin tức nho nhỏ của Bách Nhạc Môn, theo đầu bếp ở đây tiết lộ, sáp chu khi đối mặt với vị kia ở hậu viện cố ý đề cập tới thổ phì viên tướng quân nhưng ngươi đoán xem hậu viện vị kia lại gọi thẳng tên của thổ phì viên tướng quân rất có khả năng thân phận địa vị so với thổ phì viên tướng quân còn cao hơn cốc 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 một tiếng gõ cửa đánh thức tần triệu long đang ngủ tần triệu long theo bản năng nắm chặt bàn tay phát hiện chìa khóa vạn năng vẫn còn trong lòng bàn tay khi sắp chìa khóa vạn năng dùng ý niệm thu vào hệ thống ba lô, trực tiếp nhảy đến trên giường. Giả vờ xong ra ngoài cửa hô. Ai? Vào đi. Tần Thị Lan, là ta. Sáp chắc thật cẩn thận đẩy cửa phòng ra, rón rén đi vào. Cậu không thành thật ngủ trong phòng cậu, chạy đến đây làm gì? Tần Triệu Long cố ý lộ ra một tia bất mãn. Sợ tới mức nghẹn ngào liên tục xin lỗi, Tần Thị Lan, đều là tên ảnh tả kia, nhất định muốn ta mời ngươi. Ảnh tả. Ảnh tả là ai? Tần Triệu Long phát hiện người không quen biết càng ngày càng nhiều. Lau mồ hôi trên thái dương, thở hổn hển nói. Ảnh tả, tên đầy đủ là Ảnh tả Trinh Chiêu, là quan trưởng đương nhiệm của Mai Cơ Quan. À, Tần Triệu Long tiếp tục truy hỏi. Tại sao hắn mời tôi? Chương 5 Chấn động biên khu cùng Sơn Thành Gia hỏa này như thế nào? bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sau khi cảm thấy tần thị mất trí nhớ, tóc của mình rõ ràng rụng nhanh hơn. Ảnh tả, vốn là trợ thủ của thổ phì viên tướng quân. Người sắp xếp ngài ở phân đội hiến binh số 76 cũng là hắn, được tướng quân thổ phì viên ủy thác. Tần Triệu Long không nghĩ tới vì an trí cho người mới như mình, cư nhiên đi một vòng lớn như vậy. Ảnh tả nói mấy giờ rồi? Bảy giờ tối, bữa tiệc gia đình sáu sáu nói chính xác thời gian và địa điểm. Tần Triệu Long vương hai ngón tay, lắc lư một chút. Chua sót lập tức ngầm hiểu, móc ra điếu thuốc lá của mình, kẹp ở giữa tay Tần Triệu Long, cũng châm lửa. Như vậy, lát nữa em đi cùng anh. Chua sót thụ sủng nhược kinh, chẳng lẽ lập tức muốn cùng ảnh tả cơ quan ăn cơm. Đường tắt này hiệu quả tới cũng quá nhanh. Chính mình mới lấy lòng Tần thì chưa tới nửa ngày, hắn đã mang theo mình tham gia yến hội quan trọng như vậy vô cùng may mắn vì lựa chọn của mình bị người ta khinh thường thì có thể làm gì chờ sau khi mình leo lên đỉnh cao những tên xem thường mình khẳng định sẽ lấy lòng mình thật ra thì đam mê não bổ chát thật sự là nghĩ nhiều rồi tần triệu long thuần túy là thiếu tài xế cùng vạn sự thông thuận tiện mang theo người này chuyện không biết liền hỏi hắn thoáng nhìn quân phục trong góc bỗng nhiên nhớ tới trong tủ quần áo của mình còn có một bộ âu phục. Tần thị, trong tủ quần áo có âu phục tôi đặc biệt chuẩn bị cho ngài. Khóe miệng tần triệu long nhếch lên một nụ cười. Đừng nói, có một tên chó săn như vậy ở bên cạnh, rất tốt. Mấy tên quân thống vừa đến hổ hải đã bắt được chưa? Tần Triệu Long xác nhận. Tần Thị, mấy tên quân thống kia giảo hoạt dị thường, manh mối đã gián đoạn, trước mắt còn chưa có tung tích chính xác trong lòng chua sót dâng lên kính ngưỡng tần triệu long tần thị thật sự là tấm gương của ta nghiêm túc đến mức chuyện đã qua còn đang quan tâm nhìn tất trách nát của tần triệu long trong lòng càng thêm kính nể không thôi không nghĩ tới tần thị còn cần kiệm khiêm tốn như thế đến từ một đại gia tộc nào đó ngay cả đôi giày da cũng không có đôi mắt chát chúa rưng rưng lệ lại dâng hiến giày da vớ của mình ra trực tiếp trợ giúp tần triệu long từ đầu đến chân điểu thương hoáng pháo hiển nhiên ăn mặc thành một đại thiếu gia Thượng Hải. Xuất phát Khi Tần Triệu Long đi ra khỏi nơi đóng quân, lấy bộ mặt mới này lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người số 76, tất cả mọi người bị chói mắt, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Đại nhân vật hậu viện kia, xuất hiện rồi. Nhìn thấy phía sau hắn sáp sáp, mọi người liền không khó đoán ra. Từ đó, Tần Triệu Long ở số 76, hoàn toàn quen mặt, không người nào không biết không người nào không hiểu. Tin tức rất nhanh đã bị nhân viên tình báo các bên ẩn núp ở số 76 truyền về tổ chức của mình. Trực tiếp chấn động biên khu cùng Sơn Thành. Biên khu Hồng Đảng cùng với Trung Thống và Quân Thống Trùng Khánh lập tức hạ lệnh điều ngược lai lịch Tần Triệu Long. Kết quả lại làm cho Hồng Đảng cùng Sơn Thành phương diện cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không khỏi hoảng sợ. Không ngờ tra không ra người này căn bản tra không được một chút kỷ lục tòng quân và lý lịch thân phận của Tần Triệu Long trước khi đến Long Hổ. Trong hồ sơ tập thể của hiến binh Nhật Bản, lại không có phần của hắn. Người ta nói trên đời không có bức tường nào không lọc gió. Sau khi đụng vào tường phía nam, phía biên giới và trùng khánh lập tức thay đổi góc độ, bắt đầu từ sự kiện bách lạc môn nổ tung. Thật đúng là để cho bọn họ tìm được một ít dấu vết để lại. Mấy đầu bếp bách nhạc môn say rượu khoác lác, cùng người ta trở lại tình hình lúc đó. Lúc này mới làm cho một ít đôi câu vài lời có giá trị lưu truyền đến trên phố. Các ngươi không biết, hôm nay ta gặp một đại nhân vật Nhật Bản. Xem ra cũng chỉ chừng 20 tuổi, nhưng so với tướng quân còn lớn hơn. Không chừng là hoàng tử, kém cỏi nhất cũng phải là vương gia. Bọn họ luôn nhắc tới một tướng quân tên là Thổ Phi Viên, các ngươi đoán xem thế nào. Dẫn đầu đội trưởng vẫn gọi Thổ Phi Viên tướng quân tới chỉ có người trẻ tuổi kia gọi thẳng thổ phì viên hiền nhị cái này đại danh. Các ngươi đừng không tin a, à, người trẻ tuổi kia chính miệng hứa hẹn, để thổ phì viên tướng quân cho hiến binh đội trưởng thăng quan, chúng ta phía sau trù đám người kia đều nghe được. Đem hiến binh đội trưởng cao hứng khóc trống lên, phát độc thề phải thay thổ phì viên tướng quân hảo hảo bảo vệ người trẻ tuổi. Cái này còn chưa xong, người trẻ tuổi bảo hắn cút, hắn liền cút. Trước khi cút còn không ngừng dập đầu thở dài ha ha ha. Thật là hả giận. À, không không không, thật sự là mở rộng tầm mắt. Khi những tin tức vỉa hè nghe nhầm đồn bậy này, truyền về biên khu cùng Trùng Khánh. Biên khu cùng Sơn Thành lại chấn động. Trực tiếp nâng cao cấp bậc điều chỉnh. Cương nhiên phân biệt khởi động tiểu tổ tình báo trú nhật, lấy con đường đặc thù điều động tầng triệu long. Đương nhiên những cái gọi là phản điệu này đều là nói sau. Tần Triệu Long và Sáu Chu hai người đi tới cửa lớn số 76. Vừa mới trải qua sự kiện đánh bom, chắc chúa rất lo lắng cho vấn đề an toàn của Tần Triệu Long. Đây chính là đường tắt liên quan đến việc thăng quan phát tài của hắn, không phải do hắn không cẩn thận. Nhất định phải gọi hiến binh toàn đội, cùng Tần Triệu Long đi Vĩnh Lạc Phường đường Bắc Xuyên Phủ. Thân phú phá hư vương hệ thống Tần Triệu Long, ý vào hệ thống có thể báo động sớm cũng không có ý định mang theo chát chu phía sau mấy chục tên hiến binh. Hôm nay tất cả mọi người đều rất vất vả, sắp sắp, ngươi vẫn là cho mọi người nghỉ đi, lao giật kết hợp. Tần Triệu Long dừng một chút, ta nghĩ ảnh tả hẳn là cũng không thích ngươi mang theo toàn đội đi tham gia hắn bữa tiệc gia đình, đổi lại là ngươi, ngươi cảm giác thế nào? Sáp chát thật đúng là ngu ngốc đủ có thể, đứng tại chỗ liền bắt đầu đổi vị trí tự hỏi, trong nháy mắt cũng cảm giác mất lễ phép cũng quá mức chuyện bé xé ra to. Đổi lại là người khác đến nhà mình làm khách, nói như vậy, chính là không được vui. Nghĩ đến rất có thể sẽ khiến cho quan trưởng ảnh tả cơ phản cảm, lúc này chát chúa gật đầu. Tần thị, cảm ơn ngài, nếu không ngài kịp thời nhắc nhở, ta, ta có thể đắc tội ảnh tả cơ quan trưởng. Ha ha, tần triệu long cố ý lừa dối nói. Anh là người tôi dẫn đi, hơn nữa còn tiến cử anh với ảnh tả, nếu đêm nay anh mất mặt, cũng không riêng gì làm mất mặt một mình anh, ngay cả mặt tôi cũng khó coi. Thu sủng nhược kinh, trong nháy mắt bị cảm động rối tinh rối mù. Cho rằng Tần Triệu Long coi mình là tâm phúc, trong lòng kính ngưỡng Tần Triệu Long lại tăng thêm vài phần. Tâm nguyện chát chúa nhiều năm dường như trong nháy mắt đạt thành, không còn là bộ dáng trầm uất không vui cả ngày nữa. Người trung niên báo quốc không cửa kia, tự như trở mình. Thắt lưng không đau, thở không nổi, chân cũng không bị chuột rút. Cho dù Tần Triệu Long hiện tại nói, cùng nhau làm đội cảm tử, hắn cũng không chớp mắt một cái. Sĩ vi tri kỹ giả tử, nữ vi duyệt kỹ giả dung. Vốn coi Tần Triệu Long là viên gạch gõ cửa quân bộ, đường tắt quân lữ đi lên. Nào ngờ Tần Triệu Long là cha ruột của mình, không, đối với mình còn tốt hơn cả cha ruột. Nhìn đã bị mình lừa dối không tìm thấy sáp sáp đông nam tây bắc, Tần Triệu Long tiếp tục trèn sắt khi còn nóng. Ta đây đã là nói lần thứ hai, vừa thấy ngươi có khả năng như vậy, lại làm ổ ở loại địa phương này, ta tự đáy lòng vì ngươi cảm thấy đau lòng. Tham mưu bổn bộ những tên kia nhất định là nhìn lầm, giống như ngươi tướng tài như vậy, làm sao có thể phóng tới hiến binh đội. Tần Thị Lan Ta Ta Sáu Lan rốt cuộc nhìn không được, sụp đổ đến trước mặt mọi người khóc lớn. Tần Triệu Long trực tiếp kéo khăn tay trong túi áo của mình xuống, ném đến trên mặt chát chúa. Hỗn đảng nam nhân sao có thể khóc? Kẻ nhu nhược. Thu hồi sự yếu đuối của ngươi. Nhớ kỹ. Ngươi phải học kiên cường giống như ta. Quân nhân. Là hai chữ không được khinh nhờn. Đi. Lái chiếc buộc hôm nay ra, tôi rất thích. Chương 6. Chấn nhiếp ảnh trái. Gia hỏa này ta không thể trêu vào. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chua chắc chính là thiếu gia, bị tần triệu long mắng, hắn ngược lại cao hứng giống như ăn mật. Ân cần tự mình lái xe, đưa tần triệu long đến đường Bắc Xuyên Phủ khu hồng khẩu của ảnh tả gia. Dọc theo đường đi ngược lại rất có nhãn lực thấy, tần triệu long không hỏi hắn liền không lên tiếng, chỉ bận rộn tốt bổn phận sự tình. Xe còn chưa dừng, tần triệu long đã nhìn thấy một tên giặt mặt kimono đứng trước cửa. Dừng xe lại, đầu tiên là xuống xe không người về phía ảnh tả lập, tỏ vẻ kính ý sau đó vội vàng mở cửa xe cho tần triệu long thân thể hơi nghiêng về phía trước biểu tình cực kỳ nghiêm túc ảnh tả lúc này đã đi tới bên cạnh cửa xe hoan nghênh tần thị mời đồng dạng dùng tới xưng hô đối với tần triệu long biểu đạt kính ý nghe được ảnh tả thêm chữ sau họ của mình tần triệu long suy đoán ảnh tả hoặc là biết thân phận của hắn hoặc là không rõ ràng lắm chỉ biết lai lịch của hắn rất lớn bởi vậy đối với hắn cực kỳ tôn trọng càng là tỏ vẻ kính ý. Ảnh tả quân, không cần khách khí như vậy, chúng ta luận giao ngang hàng, cảm ơn ngươi hôm nay mời. Tần Triệu Long biểu hiện rất hòa khí, liền đi thăm bạn tốt, cũng không có giống như đối đại chát chúa. Sở dĩ tùy ý đắng đo chát chúa là bởi vì chát chúa ngay cả quan quân cũng không phải, chỉ là một chuẩn úy đặc vụ tàu trưởng. Mà ảnh tả trinh chiêu lại hoàn toàn bất đồng, trên đường tới Tần Triệu Long đã từ trong miệng chát hiểu rõ. Người này cũng không phải là một nhân vật đơn giản, không chỉ là quan trưởng tắt máy mai cơ đương nhiệm, còn là trợ thủ của thổ phì viên hiền nhị, trước khi đến Thượng Hải từng đảm nhiệm chức vụ tham mưu trưởng khóa học Long Quốc. Mai cơ quan nhưng là trực thuộc tham mưu bản bộ, hơn nữa người này đã ngồi vào đại tá, trở thành tướng quân chỉ là vấn đề thời gian. Sáu sáp còn để lộ ra một tin tức quan trọng, ảnh tả người này không chỉ có năng lực xuất chúng của mình, còn có một lão cha làm trung gian ở quân bộ. Đây mới là nguyên nhân lớn nhất Tần Triệu Long nguyện ý luận giao ngang hàng. Ảnh tả nghe được Tần Triệu Long đối với mình xưng hô về sau, ánh mắt toát ra một đạo dị sắc. Vốn tưởng rằng sẽ là một tên ăn chơi trác tán, biểu hiện cũng vênh váo tự đắc. Nào ngờ Tần Triệu Long lại có thể bình dị gần gũi như thế, giống như đến từ bản thổ một vị đồng hương hoặc là bằng hữu. Cảm quan trong lòng đối với Tần Triệu Long trong nháy mắt tăng lên không ít, lại sinh ra ảo giác tinh tinh tương tích phong cách xử sự, sự của hai người giống nhau cỡ nào không lấy xuất thân đắc chí không có một tia ương ngạnh đều khiêm tốn nội liễm như vậy hiền hòa lại không mất phong độ nhưng ảnh tả cũng sẽ không đơn thuần cho rằng tần triệu long là loại người ra đời còn nông hắn càng nguyện tin tưởng là một loại phản ứng lòng dạ sâu đậm bởi vì không có người nhật bản nào nhất là quân nhân nguyện ý giống như tần triệu long không lúc nào là không nói tiếng hán của long quốc kể cả chính mình cũng không được đây không chỉ là vấn đề kiên trì, càng nhiều là bởi vì ngôn ngữ Long Quốc bác đại tinh thâm, không phải ngoại tộc tùy tiện liền có thể thông hiểu. Nhưng vừa mới nhìn thấy Tần Triệu Long, ảnh tả sửng sốt không nhìn ra hắn là đồng bào của mình. Thậm chí có một ảo tưởng. Dưới chiếc túi da Tần Triệu Long cất giấu một linh hồn Long Quốc. Tiếng hán khó hiểu không dễ hiểu như thế, lại thường xuyên xuất hiện từ trong miệng hắn, hơn nữa cực kỳ tiêu chuẩn nghĩ đến sau lưng nhất định là bỏ ra công phu không nhỏ có thể có ý thức nhìn về phía trước liền chứng minh tần triệu long không phải hạng người đầu đường xó chợ lại càng không phải là một tên ăn chơi trác tán không học vấn không nghề nghiệp dưới sự dẫn dắt của ảnh tả tần triệu long mang theo sáp sáp cùng đi vào dinh thự ảnh tả nói là gia yến ngược lại càng giống như là một hồi tiệc tối chuyên môn vì tiếp đãi tần triệu long mà chuẩn bị toàn bộ dinh thự ảnh tả ngoại trừ thường phục của cơ quan mai rốt cuộc tìm không ra một nhân vật giống người nhà. Nhìn không ra hắn kết hôn hay không, cũng không thấy cha mẹ huynh đệ tỷ mùi ở đây, càng không có người giúp việc. Ba người ngồi xuống. Ảnh tả và sáu sáu đều quỳ gối trên giường. Chỉ có tần triệu long khoanh chân mà ngồi, hắn làm sao có thể quỳ xuống trước mặt tiểu quỷ tử. Căng thẳng nhất phải kể đến chát chúa, dưới yêu cầu của tần triệu long, ảnh tả không phản đối để cho hắn gia nhập ảnh tả ngược lại ngạc nhiên lời nói cử chỉ của tần triệu long làm sao hắn làm được nói tiếng hán lưu loát còn có thể bắt chước người long quốc ở mọi phương diện cuộc sống giống như vậy ảnh tả đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ chẳng lẽ lão sư thổ phì viên đã nhận ra sở trường đặc biệt của tần triệu long chắc chắn hắn là một nhân tài có thiên phú tình báo bằng không vì sao phải giao đến trong tay của mình còn dặn dò nhất định phải để cho hắn từ tầng dưới chót làm lên ảnh tả việc não bổ sung cảm giác sự thật tự như mình suy đoán vậy. thuần miệng cảm khái hôm nay thầy không thể ở cùng thật đáng tiếc thầy cô là ai tần triệu long liếc mắt một cái thuần miệng hỏi lại tâm nói ta biết sư phụ ngươi sao ảnh tả nghe vậy đầu tiên là kinh ngạc một chút trong nháy mắt tỉnh ngộ lại a à, thật ngại quá tần thị quân ta quên ngươi hiện tại mất trí nhớ rồi Sư phụ của ta là thổ phỉ viên tướng quân. Lão sư của ngươi chính là thổ phỉ viên hiền nhị. Tần Triệu Long có chút giật mình. Khó trách kiếp trước vừa nhắc tới tên thổ phỉ viên hiền nhị này, không phải khen hắn để số một đời thứ ba, thì chính là cái gì mà lo rần sợ của phương Đông. Còn có người gọi hắn là thổ phỉ viên. Tên này quả thực xấu xa, tội của mình tội lỗi chồng chất không nói, còn bồi dưỡng ra một đám như ảnh tả đời thứ tư đặc vụ đầu lĩnh cách không được thổ phì viên giao mình cho hắn chiếu cố ảnh tình cảm tả vừa là trợ thủ vừa là học sinh có thể nói là dòng chính tâm phúc ảnh tả bị khoái nhân khoái ngữ của tần triệu long hoàn toàn kinh ngạc chính mình đi theo thổ phì viên lão sư nhiều năm còn không có ai dám gọi thẳng đại danh lão sư nhưng nhìn tần triệu long không giống như một kẻ ngốc thật sự là bởi vì địa vị cách xa sao phải biết rằng lão sư của mình có quân hàm trung bình giống như phụ thân đại nhân của mình chẳng lẽ người sau lưng tần triệu long hoặc là gia tộc ổn định lão sư một đầu tần triệu long hỏi ngược lại một câu khiến ảnh tả lần đầu gặp mặt vô cùng khiếp sợ trong lòng thậm chí cảm thấy áp lực vô hạn trách không được lão sư của mình nhiều lần cường điệu nếu tần triệu long gặp chuyện không may liền để cho mình tự sát tạ tội lão sư nếu như không giữ được mình vậy mình đều là phụ thân trung bình chẳng phải là càng không giữ được mình sao như thế nào cảm giác đây đều là một chuyện phí sức không lấy lòng làm tốt chưa chắc có bao nhiêu chỗ tốt làm không tốt chỉ định cửa nát nhà tan tên này chính mình không thể trêu vào à? a ảnh tả trong lòng khổ ảnh tả bảo bảo nói không nên lời ảnh tả quân sao sắc mặt ngươi lại kém như vậy có phải bị sặc rượu hay không tần triệu long thấy sắc mặt ảnh tả lúc trắng lúc xanh trực tiếp lấy hắn ra trêu ghẹo đúng vậy a à? cũng không biết hôm nay rượu trắng vì sao như vậy sặc người. Ảnh tả mượn sườn núi xuống lừa, mơ hồ đi qua. Thực ra đầu óc đang xoay tròn với tốc độ cao, nghĩ làm thế nào để giảm hệ số rủi ro xuống mức thấp nhất. Cuối cùng, ý thức được chỉ có đem tầng triệu long đặt ở bên cạnh mình hoặc là không coi ra gì, mình mới có thể tương đối yên tâm. Tần thị quân, không biết mấy ngày nay người ở số 76 thế nào? Nếu không vui, có thể nói với ta, ta có thể điều ngươi đến mai cơ quan làm trợ thủ của ta. Điều này làm cho người bên cạnh hâm mộ không thôi. Trong triều có người dễ làm quan, xuất thân nông dân tổ tiên giống như hắn, cho dù là chịu đựng đến tuổi, cũng chưa chắc sẽ tăng lên một quan nữa chứ. Hành động của ảnh tả càng làm cho chát chúa thấy được sự tàn khốc của hiện thực, cùng với tầm quan trọng của dòng dõi. May mắn lựa chọn của mình đồng thời, càng thêm kiên định muốn đi theo cảm giác tín niệm của tần triệu long. Tần Triệu Long vốn không thắng tử lượng mấy chén rượu trắng vào bụng, có chút lân lân. Đi chỗ anh. Giọng Tần Triệu Long dường như không để ý. Rất là thống khoái từ chối, không đi. Không đi. Chỗ nào cũng không có số 76 thoải mái. Ảnh tả cường ngăn chặn sự không vui và khó hiểu trong lòng. Suy đoán. Tần Triệu Long rốt cuộc là đang thầm trách mình không cho hắn một cương vị tốt, tức giận với mình sao? hay là có mục đích khác, đang ngủ đông, chờ đợi một cơ hội xuất thế. Đúng lúc này, Tần Triệu Long nói một câu, trực tiếp đem ảnh tả khiếp sợ tại chỗ. Quyền lợi càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Chương 7 Vượt cấp đề bạc Mai cơ quan trú 76 hào thủ tịch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio U Tây Lời Tần Thị Minh Nguyệt nói thật có triết lý. Đây không phải là một hình dung thực tế sao? ảnh tả không thể bán nhân tình, chợt lần nữa suy nghĩ. Khoan hãy nói, thật khiến hắn nhớ tới một việc. Lúc trước cố vấn của cơ quan Mai tại số 76 tình khí khánh giận Trung tá, mộ bản, trung đảo Tân Nhất đều bị bản bộ tham mưu điều đi. Vừa vặn số 76 hiện tại làm cố vấn, chưa xác định. Nếu Tần Triệu Long không muốn rời khỏi số 76, vậy chi bằng để hắn làm cố vấn này. Tần Thị Quân, ta có một thỉnh cầu bất tình, không biết có thể đảm nhiệm chức cố vấn của Mai cơ quan trú số 76 hay không. Tôi nghĩ với tài năng của anh đủ để đảm nhiệm, tôi sẽ để sáu sáu từ bên cạnh hỗ trợ công việc của anh. Tần Triệu Long vừa nghe, trong lòng hừ lạnh. Nói đùa gì vậy, lời ta nói các ngươi nghe hiểu không? Vẫn là câu nói kia. Quyền lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Nói không dễ nghe, hắn chính là không làm thủ tịch cố vấn số 76 lấy ảnh hưởng hiện giờ ở số 76 cũng là tồn tại như Thái Thượng Hoàng, chắc chúa càng coi hắn là cha ruột. Như vậy tính ra, địa vị hứa hẹn của ảnh tả chỉ là thùng rỗng kêu to, tương đương với cái gì cũng không cho. Không chiếm được nửa điểm tốt, dựa vào cái gì để cho hắn vừa quan tâm vừa gánh trách nhiệm. Làm tân binh bối cảnh thông thiên không thơm sao. Làm thủ tịch cố vấn này, chẳng khác nào ngồi ở trên miệng núi lửa. Đây không phải là cuộc sống mà Tần Triệu Long muốn. Thủ tịch cố vấn này quá mức nổi bật, căn bản không tiện cản trở Nhật Ngụy, trái ngược với kế hoạch trong lòng Tần Triệu Long trước mắt. "Ảnh Tả Quân, ta xem vẫn là quên đi, cái gì trợ thủ, cái gì cố vấn, đều không phải ta muốn, Long Quốc có câu ngạn ngữ nói rất đúng, vô quan một thân khinh. Hôm nay không có người ngoài, ta liền nói thật với ngươi đi, ta căn bản ngay cả Long Quốc cũng không muốn tới. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống vô ưu vô lự ở quê nhà, thưởng thức hoa anh đào." uống rượu sake phong lưu vui vẻ nhìn vẻ mặt phiền muộn của tần triệu long ảnh tả cũng có xung động muốn bóp chết hắn ngươi liền cùng ta giả bộ đi ngươi con mẹ nó không có ý tưởng ngươi một người nhật bản đem tiếng hán long quốc học chính cống như vậy nói ngươi không có ý tưởng ai tin a à, ngươi lừa quỷ đâu sao tên chết tiệt này không phải là coi trọng vị trí hiện tại của mình chứ Tư duy quán tính của ảnh tả là Tần Triệu Long đang đề phòng chính mình, cũng không nói ra ý đồ chân thật của mình, thậm chí có thể bao tàn hại tâm. Trong lòng ảnh tả cân nhắc lợi hại, tuy rằng người này không thể trêu vào, nhưng âm thầm làm chút động tác nhỏ vẫn có thể. Hàng Ngươi không phải nói ngươi nguyện ý làm tiểu binh sao, vậy để cho ngươi làm đủ. Ảnh tả hạ quyết tâm, không cho Tần Triệu Long một chút cơ hội lập công biểu hiện. Chỉ cần mình ở cơ quan mai một ngày, sẽ không để Tần Triệu Long xông ra số 76 làm ra trò. Ảnh tả nào biết như vậy ngược lại trúng ý Tần Triệu Long. Tần Triệu Long hiện tại cần nhất, chính là ở trong mắt thế nhân chế tạo một nhân vật vô hại. Tần Triệu Long đã phân tích qua thế cục hiện tại, bộ phận thuận tiện nhất phá hư hành động nhật ngụy, vừa vặn chính là tổng bộ đặt công số 76 ung ngụy. Số 76 là một cửa sổ quan trọng, có thể tiếp xúc với các cơ quan tình báo Nhật Bản như cơ quan Mai, đội hiến binh và các khóa học đặc biệt trong mắt tần triệu long như vậy có thể tối đa hóa lợi ích có thể nhiều con đường cản trở nhật ngụy đập nát hành động và kế hoạch của địch nhân đương nhiên cũng sẽ tăng gấp bội phần thưởng và phúc lợi của hệ thống thu hoạch ảnh tả không phải con dung trong bụng tần triệu long căn bản đoán không ra những ý nghĩ này của hắn càng như vậy ảnh tả càng cảm giác lòng dạ tần triệu long quá sâu sâu đến mức từ trong đôi mắt của hắn cũng không nhìn ra hỉ nộ ái ố. Đem Tần Triệu Long trở thành địch hậu giả tưởng, ảnh tả cũng không còn cố chấp tặng nhân tình cho Tần Triệu Long nữa. Ngược lại muốn xem Tần Triệu Long mua dây buộc mình như thế nào, xem Tần Triệu Long cuối cùng làm sao thu được tràng. Trong lòng ảnh tả toát ra nước xấu, thuận thế nói. Nhìn ra được, Tần Thị Quân là loại người tiêu sái. Nếu anh đã khăng khăng ở lại số 76, sống thoải mái như vậy, vậy, anh cứ tiếp tục ở lại số 76 đi. Ta sẽ cho ngươi đủ tự do, sẽ không giao cho ngươi bất cứ công việc nào. Hơn nữa có sắp sáp ở bên cạnh ngươi, ta cũng có thể yên tâm, ngươi liền hảo hảo ở số 76 đợi đi. Vậy tôi cảm ơn ảnh tả quân trước. Tần Triệu Long dơ ly rượu lên ý bảo, nhấp một ngùng. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Tần Triệu Long thất vọng ảo não, nhưng lại phát hiện tâm tình người này không hề dao động thậm chí mơ hồ còn cảm giác đối phương có một tia thả lỏng, tự như áp lực giảm bớt không ít. Ảnh tả nhất thời lại mê mang. Chẳng lẽ mình cách lầm tần thị minh nguyệt rồi? Hắn nói chẳng lẽ là lời thật lòng. Ảnh tả làm công tác tình báo đã có một đoạn thời gian rất dài, thẩm vấn cùng xem người có kinh nghiệm độc đáo. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tần triệu long vừa rồi cái cảm tạ kia là phát ra từ phế phủ, thậm chí còn mang theo một tia mừng thầm tần thị quân ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không ngươi hỏi đi tần triệu long vẻ mặt bình thản nhìn về phía ảnh tả tại sao anh lại học tiếng hán ở long quốc tốt như vậy nói xong ảnh tả nhìn thẳng vào mắt tần triệu long muốn bắt được một tia dấu vết của tần triệu long nào biết tần triệu long căn bản sẽ không cùng hắn đối diện trực tiếp hướng phía sau nằm ngửa ở trên giường đều là người trong nhà ép thôi ngươi nói ta một người nhật bản ngươi để cho ta học quốc gia khác ngôn ngữ văn hóa làm gì? Cho đến khi rời khỏi cố hương, đặt chân lên mảnh đất này, ta mới biết vì cái gì. Vì sao ta phải gánh vác nhiều như vậy? Vinh nhục của gia tộc cùng phúc lợi của các tộc nhân có quan hệ quái gì với ta? Tôi đã đủ rồi. Tôi sắp sụp đổ rồi, đây không phải là cuộc sống tôi muốn. Ảnh tả quân, ngươi nếu thật coi ta là bằng hữu, nguyện ý giúp ta, tự như ngươi vừa mới nói như vậy, ngươi liền để cho ta thoải mái ở lại số 76, làm người rảnh rỗi. Để cuộc sống của tôi có thể tránh xa những người phiền toái và gánh nặng, tránh xa những hỗn loạn của thế giới trần tục. Ai? Nhìn Tần Triệu Long giống như uống quá nhiều, lại nhải oán giận, ảnh tả đột nhiên gợi lên rất nhiều hồi ức tuổi thơ không tốt. Trong lúc nhất thời lý giải cảm thụ giờ phút này của Tần Triệu Long, sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên. Trong lòng thầm nghĩ. Tần Thị Quân, nguyên lai like đây mới là mặt chân thật nhất của ngươi được ta đáp ứng ngươi trong lúc ảnh tả trợ giúp tần triệu long nội tâm lại sinh ra một loại cảm giác được cứu rỗi tình cảm vẫn bị đè nén được phát tiết và phóng thích hắn cũng từng có kinh nghiệm tương tự đương nhiên hắn không thể nhìn ra tần triệu long nói những thứ kia đều là bị chuyện theo quán tính cho rằng những người trẻ tuổi xuất thân từ danh môn vọng tộc như bọn họ đều là thân bất do kỹ đều có nỗi khổ riêng của mình đều phải gánh vác khí vận của một gia tộc, gánh vác sứ mệnh làm rạng rỡ tổ tông, càng cần vì toàn thể tộc nhân mưu phúc lợi. Nghe được ảnh tả trả lời, Tần Triệu Long nhìn lên đèn chùm trên nóc nhà, khóe miệng bỗng nhiên hiện lên một nụ cười đắc ý. Không nghĩ tới chiêu đồng tình này thật sự tốt cho hắn sao? Cái này thật đúng là muốn cảm tạ tên sáu sáu kia, nói cho mình biết chuyện có liên quan đến cha của ảnh tả và ảnh tả. Ảnh tả đã rơi lệ, Tần Triệu Long lại giống như không có việc gì, khoanh chân ngồi dậy. Tần Triệu Long lập tức suy nghĩ rất đơn giản. Nếu Ảnh Tả đã không đánh chủ ý với mình, vậy mình cũng không cần phải tiếp tục giả bộ nữa. Kết thúc công việc, để lại chút sức lực trở về đối phó với đám người số 76 kia. Ảnh Tả Quân, về sau chỗ nào hữu dụng với ta, cứ việc mở miệng. Ách. Ngoài trừ công việc. Ha 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 tần triệu long thở dốc khiến ảnh tả vừa khóc vừa ôm bụng cười to đúng lúc này một bên chua xót lại thẹn thùng vớt gốc áo tần triệu long chương 8 đột phát sự kiện người chúng ta không cẩn thận cho lộng bạn đang nghe tại truyện chấm audio nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất lúc này tần triệu long cũng không kìm nén trực tiếp dễu cợt chút tâm tư kia của cậu tôi còn không rõ ràng lắm biết rồi biết rồi quay đầu liền vì chát chúa mà đòi ảnh tả đứng lên. Ảnh tả quân, tôi có thể không cần chức vụ và quân hàm, anh giúp tôi nâng cao vị trí. Ảnh tả liếc mắt nhìn vẻ chát chúa rung lẫy bẫy, cảm thấy khó hiểu. Chợt lên tiếng hỏi. Tần thị quân, đây là vì sao? Chẳng lẽ ngươi nhận được lợi ích gì của tên này? Tần Triệu Long không nhanh không chậm, mỉm cười nói. Muốn nói chỗ tốt, ta thật đúng là nhận được không ít từ hắn lời vừa nói ra, Shibui trực tiếp ngay ra như phỏng, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Trong lòng hô to xong rồi, hôm nay Tần Thị Lan xem như nói sai rồi. Hắn chính là nghe nói ảnh tả hận nhất loại phong cách bất chính này, này không tốt bụng giúp ngược lại. Làm không tốt, không chỉ không đề bạc được quân hàm của mình, còn phải giáng chức, hại mình chịu trách phạt. Hả? Ảnh tả đã dùng ánh mắt sắc bén bắt đầu nhìn kỹ tên khốn này. Tần Thị Quân, ngươi không nên bị cái này ngu xuẩn dạy hư, để quốc quân nhân há có thể giống tưởng phương tác quân. Nói xong, đột nhiên dừng lại một chút, mở miệng mắng: ngươi cái thùng cơm này, thiệt thòi ta như vậy tín nhiệm ngươi, còn muốn đem tần thị quân giao cho ngươi, ngươi chính là như vậy cho ta làm việc sao? Nương theo tiếng chất vấn cuối cùng của ảnh tả, chát chúa sợ tới mức vội vàng giải thích: ảnh tả đại tá, ngươi nghe ta nói, ta thật sự không cho tần thị hào lợi gì a. À? đừng nói là tiền tài ta chính là đồ vật cũng chưa từng tặng a à. ai chờ một chút tần triệu long lên tiếng kháng nghị cậu nói lời này là có ý gì tần triệu long trực tiếp đứng lên nhè răng cười nhìn xuống bên cạnh ảnh tả trong lúc nhất thời rơi vào hoàn cảnh khó xử nhìn ảnh tả lại nhìn tần triệu long cuối cùng đành phải thở dài một hơi báo cáo ảnh tả đại tá ta quả thật đã tặng cho tần thị chỗ tốt vừa rồi là ta không đúng ta không nên lừa gạt ngươi. Ảnh ta thấy thế, phẫn nộ một cước, muốn đạp lên người sáu sáu để giải khí trong lòng. Nào biết lại bị Tần Triệu Long bên cạnh ném một cái chát bay đến góc tường, đạp vào không khí. Ảnh tả quân, ngươi nghe ta nói xong, ngươi oan uổng người tốt. Sau khi chát chúa cùng ảnh tả liếc nhau, nhất tề khó hiểu nhìn về phía Tần Triệu Long, đều đang chờ hắn giải thích. Ta mới tới Ma Đô, không quen cuộc sống nơi đây, nhờ có sáp chu vẫn chạy trước chạy sau chiếu cố ta, cái này có tính là thu lợi của hắn hay không? Từ khi bắt đầu tiến vào số 76, chưa bao giờ chấp hành một lần nhiệm vụ và hành động, chưa bao giờ tham gia một lần trực ban và canh gác, đây có tính là thu lợi ích của hắn hay không? Đánh ta từ bản thổ đến ma đô ngày đầu tiên lên, sáp sáp liền vì an toàn của ta cả ngày lo lắng đề phòng, cái này có tính là thu hắn chỗ tốt. Còn có rất nhiều chuyện tôi không nêu ra, tôi nhận được quá nhiều sự thân thiện và quan tâm của anh ấy cũng nhận được quá nhiều trợ giúp và lợi ích ta nhưng là biết thổ phì viên tướng quân là đem ta phó thác cho ngươi như vậy nói đến sáp sáp có phải hay không tương đương biến hướng vì ngươi bớt lo ảnh tả đối với tần triệu long một tiếng chất vấn này cảm thấy rất xấu hổ nguyên lai mình thật sự trách lầm người này ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng hiện tại ta có thể chân chính yên tâm giao tần thị quân vào tay ngươi vậy là xong rồi Tần Triệu Long thầm nghĩ, ngươi lừa gạt tiểu hài tử ba tuổi đâu. Ta nhớ Long Quốc có câu ngạn ngữ rất hay. Không có công lao còn có khổ lao. Không thể làm lạnh lòng người bên dưới, huống chi còn là một người làm việc nghiêm túc phụ trách tốt như vậy. Cậu nói đúng không? Ảnh tả quân, ách ha ha. Cái này. Ảnh tả kỳ thật có băng khoăn của hắn, nếu như sắp nhập trực thuộc cơ quan mai, vậy còn không phải là mình tùy ý đề bạc. Nhưng, Lúc này, nhìn ra băng khoăn của ảnh tả. Một lần nữa đứng dậy lại nhằm phía Tần Triệu Long quỳ xuống. Tần Thị, là ta suy nghĩ không chu toàn, chuyện hôm nay ta thấy dừng ở đây đi, ta nguyện ý buông tha. Ôi chao! Sáu sáp còn chưa nói xong, đã bị Tần Triệu Long một cước. Ngươi nói cái gì vậy? Chuyện lão tử đáp ứng, còn chưa từng nuốt lời. Thấy thế, ảnh tả cười khổ liên tục, nhìn ra tần triệu long còn không biết ảo diệu trong đó. Mở miệng giải thích cho mình và sáu sáu nói. Tần thị quân, ngươi hiểu lầm sáu 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 và ta, kỳ thật chúng ta đều có một nỗi khổ giống nhau. Hả? Tần triệu long một lần nữa bình tĩnh lại cảm xúc, một lần nữa khoanh chân mà ngồi, bày ra một bộ rửa tai lắng nghe tư thế. Kỳ thật là như vậy, sáp chu trực thuộc hiến binh đội đế quốc, mà không phải cơ quan mai chúng ta nếu cậu muốn đề bạc một chút, vậy tốt nhất là tìm bản bộ đội hiến binh, nói chuyện với tên tam bộ tam lan kia. Ta nghĩ chỉ bằng thân phận bối cảnh của ngươi cùng với uy vọng của lão sư thổ phì viên, tam bộ tam lan không dám không nể mặt ngươi, việc này hẳn là nắm chắc. Ngoại trừ nguyên nhân này, còn có một ít nguyên nhân khác. Trong đó mấu chốt nhất chính là, ta vượt tuyến đề bạc 6666 cũng không phải không được, nhưng như vậy chẳng khác nào hại hắn trừ phi sau này anh ta không muốn gia nhập đội hiến binh nữa không sợ cả đội hiến binh trên dưới đều coi anh ta là kẻ phản bội hiểu rồi tần triệu long có chút mất hứng không ngờ quân nhật lại ràng buộc và quản chế phương diện này nghiêm ngặt như vậy xem ra chỉ có thể tìm thời gian đi gặp tên tam bộ tam lang kia chuyện đã đến nước này tuy rằng chát chúa không thể được như nguyện nhưng cũng thấy được thái độ cùng chân thành của tần triệu long biết mình đi đúng người rồi Tần Triệu Long thật sự coi hắn là người một nhà. Bất quá đây đều là ảo giác của hắn, hoặc là những thứ này đều là Tần Triệu Long muốn cho hắn nhìn thấy. Hắn ở trong lông nhãn Tần Triệu kỳ thật chính là một chó săn xứng chức, vẫn là loại vừa dễ khống chế lại rất nghe lời. Sáu sáp bắt đầu tự trách, tự trách mình quá mức nóng vội. Tần Thị không biết kiên kỵ trong này, một lão binh lâu năm như mình làm sao còn có thể quên ra sau đầu. Ảnh tả không thể làm được trên mặt có chút không nhìn được, không biết mở miệng như thế nào. Sáu sáp lâm vào trong tự trách thật sâu, một mực miên man suy nghĩ. Dưới sự im lặng, ba người không ai nói lời nào, không khí xấu hổ tới cực điểm. Đúng lúc này, một trận tiếng gõ cửa, phá vỡ cục diện bế tắc của không khí. Cốc cốc cốc. Chuyện gì? Ảnh tả trong nháy mắt nâng cái giá của cơ quan trưởng lên, trầm giọng hỏi ngoài cửa. Chợt nghe bên ngoài báo mai cơ mặt thường phục hồi bẩm, thanh âm mơ hồ có chút phát run. Quan trưởng máy báo cáo, chúng tôi không cẩn thận bị giết chết. Cái gì? Ảnh tả quá sợ hãi. Chương 9 Chủ động hiến kế Ta thế nhưng là chính gốc Nhật Bản. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đem người giết chết, ta còn thế nào dụ bắt hồng đảng? Nghe được ảnh tả gầm thét nổi trận lôi đình ngoài cửa, tần triệu long trong lòng vui buồn lẫn lộn vui chính là cơ hội mình trở nên mạnh mẽ lại tới, lo chính là lần này chỉ sợ là Hồng Đảng liên tiếp để lộ tin tức. Thậm chí có thể là bên trong xuất hiện nội gián, đem tình báo truyền đến trên tay mai cơ ảnh tả. Điều này mới dẫn đến việc các đồng chí ngầm của đảng đỏ còn chưa kết nối đã bị bắt và hy sinh. Nếu bảo mình đụng phải, cũng không thể mặc kệ, chuyện tốt của ảnh tả nhất định phải quấy rối hắn. Đột nhiên, tính toán trong lòng. Ảnh tả quân, Ngươi cũng đừng trách cứ người dưới nữa, đều là vì công tác, ai cũng không muốn phát sinh chuyện như vậy. Theo tôi thấy, vẫn là nhanh chóng tìm người đến mạo danh thay thế hồng đảng đã chết, để tiếp tục hoàn thành kế hoạch hành động vụ bắt hồng đảng. Nói xong, Tần Triệu Long cố ý rụt đầu vào trong cổ áo. Ánh mắt trời rạc, cúi đầu không dám đối diện với ảnh tả, biểu hiện cực kỳ chột dạ. Tần Triệu Long không trốn còn tốt, trốn này ngược lại là nhắc nhở ảnh tả, trước mắt mình không phải có một ứng cử viên tuyệt vời sao khụ khụ ảnh tả ho khan hai tiếng trong lòng cao tốc tổ chức ngôn ngữ chuẩn bị du thuyết tần triệu long vì hành động lần này xuất lực tần thị quân ngày mai buổi sáng liền muốn hành động ngươi bảo ta suốt đêm đi đâu tìm một người như vậy có thể đủ để đảm nhiệm tần triệu long biết ảnh tả đang làm nền muốn kéo tráng đinh của mình việc này mình nhất định phải đi nhưng không thể biểu hiện quá mức rõ ràng phải kêu ảnh tả thượng khẩn cầu đàn ông chúng ta. Tần Triệu Long hiểu rõ giả bộ hồ đồ, số 76 không phải có hàng trăm hàng ngàn người Long Quốc sao. Ảnh tả cười lạnh, hai con chó kia, hiện tại phỏng chừng đã tới Kim Lăng. Cái gì? Lúc này Đinh mặc Vĩ và Lý Sĩ Quần không ở Thượng Hải. Điều này khiến Tần Triệu Long kinh ngạc. Ảnh tả biểu môi, còn không phải bởi vì lần này bao vây tiêu diệt quân thống ám sát đoàn thất bại, cũng không muốn gánh trách nhiệm mượn cớ lên kế hoạch trả lại công việc cho Kim Lăng, suốt đêm rời khỏi Ma Đô. Vậy xem ai còn ở đây, bảo hắn giúp ngươi đề cử vài tên thông minh một chút, dù bắt hồng đảng hẳn là dễ như trở bàn tay. Tần Triệu Long một chữ cũng không đề cập tới mình, một mực đề cử người khác. Ảnh tả chờ không kịp, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, khẩn cầu nói. Tần Thị Quân, nếu hôm nay ngươi ở đây, không được, vậy ngươi tới giúp ta chuyện này đi tần triệu long chỉ vào mũi của mình kinh ngạc nói ngươi để cho ta mạo danh thay thế chết đi tên kia hồng đảng không được không được quá nguy hiểm mạng chỉ có một ngươi đừng đùa với ta ảnh tả vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục khuyên nhủ tần thị quân yên tâm ta chắc chắn sẽ không để ngươi bị tổn thương ta sẽ âm thầm bảo vệ ngươi khẩn cầu ngươi tần thị quân làm ơn đi ảnh tả vì kế hoạch hành động đã thuận lợi thực hiện, trực tiếp đứng lên hướng về phía Tần triệu long cuối người thật sâu. Ta không có phương diện này kinh nghiệm, ảnh tả quân, ta chính là địa đạo người Nhật Bản. Tần triệu long giả vờ cự tuyệt, lấy lùi làm tiếng. Ảnh tả cũng không phải tìm không ra người Nhật Bản có thể ngụy trang hồng đảng, nhưng người Nhật Bản giống như Tần triệu long so với người long quốc còn giống người long quốc hơn, rốt cuộc tìm không thấy. Sở dĩ không định cho mượn người số 76 cũng là có nguyên nhân. Thứ nhất là không thể hoàn toàn tín nhiệm, ảnh tả lo lắng tình báo sẽ vì vậy mà tiết lộ ra ngoài. Thứ hai là toàn bộ hành động, căn bản không mang theo số 76, lần này là cơ quan mai tự mình chặn được tình báo, vốn định hành động một mình. Thứ ba là không tán thành năng lực số 76, trong mắt ảnh tả chính là một đám phản đồ quân thống và trung thống, cực kỳ khinh bỉ bọn họ, chán ghét bọn họ. Tần Thị Quân, xin ngươi cần phải suy nghĩ lại một chút, nếu như có thể không cần số 76 đám kia là tốt nhất, ta không muốn để cho bọn họ tham dự vào. Tần Triệu Long nghe hiểu, cười ha hả trêu ghẹo nói. Ngươi là không tính nhiệm số 76 đám người kia đi, ha ha ha. Cái này cũng khó trách, số 76 vốn là một đám du côn lưu manh kết hợp với kẻ phản bội đầu hàng, đều là một đám ô hợp. Không sai. Thành phần số 76 quá mức phức tạp, tôi cũng không coi trọng bọn họ. Sáu sáu một bên cũng phụ hòa theo. Ảnh tả thấy khuyên bảo vô dụng, bắt đầu bán thảm, nói ngoa. Tần thị quân, nếu ngươi không giúp ta, hành động lần này khẳng định ngâm nước nóng. Ta sẽ bị cấp trên truy trách, như vậy. Để trừng phạt, rất có khả năng tôi sẽ bị điều khỏi mai cơ quan. Ta có thể. Sẽ không thể chiếu cố tần thị quân ngươi nữa. Thấy độ lửa kém không nhiều lắm, tên ảnh tả này đã bắt đầu áp chế. Tần Triệu Long làm ra bộ dáng bất đắc dĩ, gật đầu nói. Ảnh tả quân ngươi cũng không thể rời đi mai cơ quan, kia, này, này, vậy được rồi, ta đáp ứng giúp ngươi chuyện này, nhưng ngươi phải bảo đảm an toàn của ta. Ta không muốn ngươi rời đi, mới giúp ngươi. Tần Triệu Long lại cố ý bổ sung một câu. Biết, biết, tần thị quân đều là vì ta mới làm như vậy, ha ha. Ảnh Tả thấy Tần Triệu Long đã đồng ý, trực tiếp đi ra ngoài phân phó. Đi đem tình báo cùng tài liệu đã nắm giữ tới. Vâng. Một hồi tiếng bước chân rời đi. Một lát sau từ xa đến gần lại đi tới ngoài cửa. Chỉ thấy một bộ râu quai nón Âu phục dày da, từ bên ngoài đẩy ra cửa giấy di động hòa thất. Đem một phần hồ sơ cùng một quyển thư mục đặt ở trên chiếu tatami. Sau đó, cung kính quỳ lạy Ảnh Tả lại chậm rãi đẩy cửa áo lên. Tần Triệu Long không nghe thấy tiếng bước chân, biết trâu mép còn đang quỳ chờ ngoài cửa. Tần Thị Quân, ngươi trước xem chúng ta nắm giữ tình báo cùng tư liệu, đối với ngươi ngụy trang tên kia hồng đảng có trợ giúp, bên trong có thân phận đặc thù cùng với chức nghiệp bối cảnh của hắn. Ảnh ta ý bảo Tần Triệu Long tự mình xem một chút. Ta đến xem một chút. Tần Triệu Long quả thật rất tò mò nguồn gốc của phần tình báo này, cùng với chân tướng toàn bộ sự việc hắn muốn trong những tình báo này đào ra nội gián bên trong đảng đỏ, sau đó tìm mọi cách thông báo cho tổ chức ngầm của đảng đỏ. Chương 10 Thay xà đổi cột Ngụy Trang Hồng đảng chấp đầu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tần Triệu Long cầm lấy hồ sơ và văn kiện, cẩn thận lật xem. Quả thật bao hàm không ít thông tin có giá trị. Trong đó có hai tờ giấy, là khoản đều là lục trĩ, hiển nhiên là một biệt danh đặt theo tên chim trên tờ giấy viết một hàng chữ nhỏ cực kỳ khó coi. Một tấm là Tô giới Công cộng, nhà sách Ái Văn, trang Liệt, Lục Trĩ. Còn lại là Tô giới Pháp, quán cà phê đường Tây Ái Hàm Tư, bàn số 7, Lục Trĩ. Xem ra con chim Nhật Bản, Lục Trĩ này chính là tên nội gián ẩn núp trong nội bộ Hồng Đảng. Mà trang Liệt hẳn là đồng chí nằm của Hồng Đảng đã hy sinh. Sau khi xem xong toàn bộ mấy trang giấy còn lại, Tần Triệu Long phát hiện một vấn đề. Không có kích thước hoặc nhắc nhở cách kết nối và ám hiệu lần này. Ngươi sẽ không cho rằng là người Long Quốc, Hồng Đảng sẽ tin tưởng là đồng chí của mình chứ. Đối mặt với chất vấn của Tần Triệu Long, sắc mặt ảnh tả đỏ bừng, xấu hổ ấp úng. Ta cũng là không có cách nào biện pháp, đều là bên ngoài những thùng cơm kia xuống tay không cái nặng nhẹ, đem người giết chết. Bất quá ngươi có thể yên tâm, kế hoạch của ta là, chỉ cần nhân vật mục tiêu xuất hiện, đặt công mai phục chung quanh ngươi sẽ lập tức bắt được. À, Tần Triệu Long tính toán một chút, kế hoạch này cũng không có gì nhiều. Chỉ cần đi vào quán cà phê trực tiếp ngồi ở bàn số 7 đối diện mình, cơ hồ là có thể xác nhận. Tần Triệu Long có thể chắc chắn, trước khi đối phương phát hiện mình là hàng giả, mai cơ quan có thể bắt được. Ảnh tả bên kia chí tại nhất định phải có, áp lực đều cho Tần Triệu Long bên này. Tần Triệu Long trong lòng đau khổ suy tư, hắn phải làm như thế nào mới có thể để cho người nối máy biết trước đây là âm mưu của người Nhật Bản. Toàn bộ nửa hiệp sau của dạ tiệc, trong đầu Tần Triệu Long đều xoay quanh vấn đề này. Trực tiếp tiệc tối kết thúc, Tần Triệu Long trở lại ảnh tả vì hắn chuẩn bị gian phòng về sau, còn đang tự hỏi vạn toàn chi sách. Ảnh tả đã nói ra toàn bộ kế hoạch, mai cơ quan lần này sẽ dốc sao xuất động. Chia làm ba đội. Một đội sớm tiến vào trong quán cà phê, ngụy trang thành khách hàng phân bố ở xung quanh tầng Triệu Long. Đội hai cải trang thành người bán hàng rong, trực tiếp canh giữ ở hai chỗ cửa trước và cửa sau quán cà phê, phòng ngừa xuất hiện tình huống đột phát, dễ dàng ngăn chặn nhân vật mục tiêu. Đội ba trực tiếp mặc thường phục. Phân bố ở đầu phố bên ngoài lấy quán cà phê làm trung tâm, làm bảo hiểm cuối cùng, phòng người nhân vật mục tiêu thoát khỏi phạm vi đội 2. Nằm ở trên giường, Tần Triệu Long không ngừng suy tư ở trước mắt Mai Cơ Quan, mình dùng động tác nhỏ như thế nào có thể làm cho Hồng Đảng đến tiếp xúc phát hiện mình là giả mạo đây. Tần Triệu Long lúc này bỗng nhiên quét thấy trên ban công ngoài cửa sổ treo một cái chuông gió kiểu Nhật. Phía dưới còn có tờ giấy có thể viết. Chợt, Tần Triệu Long gỡ xuống, từ trên bàn học trong phòng tìm được một cây bút máy. Xoẹt xoẹt, ở trên giấy dùng Khải thư viết xuống một hàng chữ. Đinh. Cảnh báo. Cảnh báo. Nguy hiểm đang tới gần. Xin chủ ký sinh mau chống xu các tị hung. Vừa mới đặt bút máy xuống, trong đầu Tần Triệu Long đột nhiên phát ra cảnh báo. Cốc cốc cốc. Ngay sau đó, cửa phòng bị người gõ vang. Tần Triệu Long trong nháy mắt đem chuông gió cải tiến thu vào ba lô hệ thống. Sau đó đứng dậy rời khỏi bàn học, đi tới trước cửa phòng xông ra ngoài hỏi. Đã trễ thế này còn gõ cửa, còn kêu người ta ngủ không? đi đi đừng tới làm phiền tôi ách tần thị quân là ta ảnh tả ta chỉ tới hỏi một chút ngươi có cần gì không nếu tần thị quân đã ngủ ta đây không tiện quấy rầy tần triệu long vừa nghe là thanh âm ảnh tả khóe miệng toát ra một chút khinh thường hệ thống phát ra cảnh báo vậy chứng minh ảnh tả không có ý tốt tới có lẽ là nhìn xem mình có nhảy cửa sổ chạy trốn hay không bỏ gánh cho hắn a à, là ảnh tả quân a Ta còn tưởng rằng là người phía dưới đây, có lời gì sáng sớm ngày mai nói đi, ta tử lượng quá kém, hiện tại đầu óc ông ông sẽ không đi ra ngoài cùng ngươi nói chuyện phiếm. Không sao, Tần thị quân ngươi ngủ tiếp đi, đêm nay nhất định phải dưỡng đủ tinh thần, sáng mai liền xem ngươi rồi. Trước khi đi, ảnh tả còn không quên động viên Tần Triệu Long phấn chấn tinh thần. Ảnh tả đi rồi, Tần Triệu Long suy nghĩ một ít biện pháp mới bình yên ngủ. Đảo mắt một đêm đã qua. Tần Triệu Long ở toilet rửa mặt xong về sau, mới vừa đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy sáp chu người này đã chờ ở cửa. Tần Thị, ảnh tả đại tá đang chờ ngươi cùng ăn sáng. Tần Triệu Long nhìn cặp mắt gấu trúc chát chúa, lên tiếng an ủi. Đừng sầu mi khổ kiểm, chờ ta giúp ảnh tả làm xong chuyện này, sau khi bắt được hồng đảng, ta sẽ đặc biệt đến bản bộ đội hiến binh một chuyến. Ngươi yên tâm, chút chuyện này ta nếu là đều không giải quyết được, còn không bằng chết coi như xong. Tào trưởng xuất thân từ một nông dân nông thôn, nơi nào bị người ta lấy thành đối đãi. Phần lớn là khi dễ hắn không có bối cảnh, khinh thường xuất thân của hắn. Tần thị, ngươi chính là cha mẹ tái sinh chua chát. Cũng không biết tên này học theo ai. Tần triệu long nhìn không được cười nói. Ta cũng không có con trai già như ngươi. Sắp chát trực tiếp quỳ gối trước mặt Tần triệu long, nước mắt không chịu thu kém từ trên mặt tàu trưởng trung niên này trượt xuống. Tần Triệu Long không nhìn hắn nhiều một cái, chỉ là trong nháy mắt cùng hắn sát vai mà qua, vỗ vỗ bả vai hắn. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của Tần Thị Minh Nguyệt ta. Sáp chắc nghe vậy đột nhiên sửng sốt, nửa ngày ngay ra như phỏng. Giống như là một con heo mập quỳ rạp trên mặt đất bị người dừng lại. Đợi hắn kịp phản ứng, vội vàng đổi phương hướng, hưng phấn kích động quỳ xuống đất. Tần Thị, Ta sắp sắp cái mạng này, từ nay về sau chính là Tần Thị sắp ngươi. Ha ha ha. Cuối hành lan truyền đến tiếng cười gian quỷ dị của Tần Triệu Long. Cô gật đầu thật mạnh, để trên sàn nhà. Cảm động đến quên hết tất cả chát chát nào biết được, Tần Triệu Long thật sự sẽ ở lúc cần, dùng tới mạng của hắn.